Rồi sáng Đức gặp cái cô này, cô kể, cô nói chính chồng của cô, ông là sống gần anh em, cái tâm ông nó tham mà ông chuyên lắng ganh đắc, cứ lắng ganh đắc một chút 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 chút, cứ lắng ganh đắc. Đất đai ông rất nhiều, vậy mà cuối cùng ông làm ăn thua đổ lỗ, không còn một cục đất. Đúng ra là ông chết là chôn, nhưng không có một cục đất để chôn, phải xin đất người ta mà chôn giùm. Họ báo đáng sợ. Có đất rất nhiều mà tham lam lắng ganh đất, vậy mà cuối cùng không có một cục đất để chôn. Mà cái tâm tham này chắc chắn đi vào loài quỷ đói. Còn có cái chú này gặp như Đức kể, như Đức nghe. Sớm có một cái ông đó, mỗi lần gà ai mà qua nhà ổng là bắt đầu làm cái lấy cây ông phang cho cần cổ, gãy cổ con gà, bắt nước sôi trùng luộc ăn. Khi cuối cuộc đời ông chết, quý vị biết rằng tai nạn xe tông một phát gãy cuống họng, cái đầu chéo cái sau lưng, kinh khủng quý vị. Cái quả báo đúng là khi học Phật quý vị mới thấy kinh khủng cái quả báo. Kiểu như mà dưới quê có những người mà ăn tạp, gà ta qua nhà lấy cây đập liền gãy cổ, hoặc là chụp cổ gà bẻ luộc ăn. Con người mình cái ăn dã man lắm quý vị, cuối cùng sát sanh mà chịu cái quả báo kinh khủng như này, mà chết mà xe tông một phát mà cần khổ quẹo ra phía sau chết. Thấy không? Quả báo đến liền, phải tin nhân quả. Bởi vì tu hành rồi, nghe Phật pháp rồi, mỗi người chúng ta biết sợ, không dám làm điều tội lỗi. Ví dụ như mình nhìn làm nhiều điều tội lỗi, quỳ trước Phật: Phật ơi, con làm nhiều điều tội lỗi, con nguyện từ hôm nay sửa đổi lỗi lầm, quay đầu sám hối, chân thật quay đầu, phát tâm quay đầu. Còn có cái ông này gia đình chuyên nuôi con chăn, bán, gia đình cũng giàu lắm, nuôi chăn quý vị. Mà chăn nó lớn, nuôi chăn là phải cho nó ăn con vật, như ăn gà con hay con này con kia, nó ăn thêm. Ăn chăn là chuyên ăn gà, nhưng nuôi chắc cho ăn những loài động vật khác rẻ hơn chứ. Thì vị biết rằng gia đình sanh được một đứa cháu trai, mừng quá trời mừng. Đứa cháu đâu được mấy tháng thì mẹ của cháu đi chợ kêu ông ở nhà đưa cháu ngủ giùm. Thì ông ở nhà thấy cháu mình nằm ngủ, bước ở phía sau coi cái giường rao một chút, thì một chút đi vào thì thấy cháu mình đã mất tiêu, kiếm vòng vòng không thấy ai ẵm mà cháu đã mất tiêu, tưởng đâu mẹ nó ẵm rồi không thấy. Thì nhìn xuống dưới đất sàn, thấy con chăn nó nằm bụng trình bình, nó thở. Thì ông nghi, xách cái mác xuống đâm con chăn một phát, mổ bụng nó ra, đứa bé nằm trong bụng chết queo, nuốt chọng đứa bé luôn. Thế cái quả báo không quý vị? Sát sanh nuôi loài động vật để làm giàu, cuối cùng mẹ nó bắn loạn điên cuồng, gia đình tự tan nát, xuống dốc nghèo sạt nghiệp. Rồi có một cái gia đình chuyên nuôi cá quý vị, ở trên nuôi heo dưới nuôi cá, heo đi phân cho cá ăn, tạp này tạp nọ cho cá ăn. Nhà có hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái còn nhỏ.
vợ chồng đi công việc, ở nhà nó chơi, nó lủi đầu xuống cái hầm chết hai đứa bé. Hai vợ chồng hoàn toàn bắn loạn từ đó về sau. Tiền bạc làm chút đỉnh được, sạch sẽ gia đình tan nát luôn. Thấy không? Cái nghề sát sanh, cái nghề nuôi loài động vật mà làm giàu không tồn tại. Những đoạn này Đức kể cái quý vị nghe nhận thức để mà quay đầu hướng thiện. Giống như cái câu chuyện chú Nguyễn Văn Công, gia đình cắt cổ gà, một ngày dư rất nhiều tiền, vậy mà cuối cùng bệnh đau sạch sẽ. Tới chú này ung thư xương, không có tiền các bạc nào vô chùa được hộ niệm. Chú Nguyễn Văn Công ngày xưa mười mấy năm về trước, cái đĩa đó nổi tiếng đừng có nói. Sư ca đó như Đức nhận. Sáng vừa ăn cơm xong đi ra gặp hai mẹ con ngồi. Chú Nguyễn Văn Công cái chân to như chân voi, không tưởng tượng được. Khi mà chú gần chết, có đoàn ký sự chú nói rằng: khuyên tất cả mọi người ăn chay đi, đừng sát sanh hại vật như nhà con, không có kết quả tốt đâu. Nên mình nghe đạo, mình nghe những câu chuyện này để quý vị chân thật phát tâm ăn chay trường. Đây là chuyện người thật việc thật 100%. Có một cái câu chuyện cũng sát sanh, giết chó ở ngoài miền ngoài, mà cuối cùng mà con chó nó nhảy lên, nó chụp cuốn họng cái ông đó, nhặn xuống cái nồi nước sôi, ông nằm trong nồi nước sôi ông chết luôn. Đây là cái chết chấn động. Chúng là sanh nghề tử nghiệp quý vị, nên gia đạo làm nghề sát sanh giết chó, thịt trâu, thịt bò, hoặc là thịt nhiều loại động vật hải sản, hay nhiều loại động vật như rùa hay nai, hay là những món ăn mà mười mấy món ăn đồ, rồi thỏ, loại này kia. Những Đức nói khi quý vị còn phước báo thì nó còn tồn tại, hết phước một cái là nó xuống một cái, ập xuống, giống như xây nhà trên cát biển đông. Hôm qua những Đức có giảng bài giảng về tổ yến, có người bình luận nói câu: thầy ơi, có nhiều người làm tổ yến giàu gì lắm này thầy ơi. Thì tí vi thì bao nhiêu người sát sanh nhìn cũng giàu chứ, nhưng bị coi về sau thì sẽ thấy cái hậu nó không có giàu tồn tại lâu dài. Con người ta thì sẽ nói câu nói rằng: ô, miễn giàu là trước mắt là được rồi thầy thầy, còn hơn nghèo khổ. Nên mình mới chia sẻ Phật pháp để cho người hữu duyên nghe. Những người mà đi đến mức con đường cùng cực rồi, người ta quay đầu. Nên nãy như Đức mới nói công đoạn là mình là lỡ làm sai, nghiệp quả nó đã đến, thì chắp tay trước Phật để mà thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm, để chuyển nghiệp. Từ đó về sau dứt hướng thiện. Có cái ông này chuyên gia rủ rê người ta cờ bạc. Vợ nói rằng khi gia đình nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn, thì cờ bạc là bác thằng bằng mà còn rủ người ta cờ bạc. Rồi nói có một gia đình này chuyên là chứa bài bạc, cá đổ đá banh rồi đá gà, chuyên chứa cái này. Một ngày nọ ông đang đi xe đạp, tự nhiên gió nó nhập ngang, nó té một phát gì mà đơ chết tại chỗ. Rồi con cái hư hỏng, con trai thì hút chất xì ke, con gái thì làm gái mại dâm, gia đình tan nát hết. Cái nghề mà làm ra tiền mà tạo nghiệp, quý vị thấy khi nó hết phước nó tồn tại không bao giờ tồn tại. Nó ăn tội nó tin sâu nhân quả. Còn thí dụ như bây giờ quý vị dẫn người ta đi tu, quý vị hướng dẫn Phật pháp cho người ta, vì đem Phật pháp giới thiệu người ta, quý vị đặt máy nghe pháp, quý vị tặng cho người ta, thì quý vị biết những cái hành động này làm nó âm đức. Bây giờ thí dụ như bây giờ làm gì mà bây giờ phước nó chưa đến là do cái nghiệp mình quá nặng, nó trả chưa xong. Nhưng khi mình trả xong là phước báo nó tăng đến liền, là tự nhiên thịnh vượng liền. Dù gia đình này cực kỳ nghèo nhưng đừng làm nghề sát sanh,
đừng có nghèo quá đi làm nghề bắt nhái, rồi bắt cua bắt ốc, sát sanh hại vật, đi xịt cá, đừng có làm mấy nghề này. Dù là trồng rau, một vườn rau sống đạm bạc, biết tu hành, biết nghe pháp, gia đạo này thịnh đó, lên đó. Nó có một cái cô ở Phú Yên, vì làm nghề sát sanh, cả gia đình chết từ từ, tới cô bị tai biến nằm một chỗ, miệng câm luôn, không nói chuyện được luôn. Mà nghe thì được, nhờ người ta tặng một chiếc máy nghe pháp của chùa mình cho cô nghe. Khi cô nghe rồi, quý vị biết rằng, khi cô nghe rồi thì lúc đó cô niệm Phật, nhép môi. Vậy đó mà sau này miệng nói chuyện được. Và chân cẳng của cô từ từ khỏe đi được. Bây giờ cứ mỗi lần lễ là ở ngoài Phú Yên cứ đi vô đây, nói chuyện ngọng nghịu, mà bây giờ đi đâu được, nói chuyện cũng nghe rõ, siêng niệm Phật lắm. Cô nói như Đức bây giờ một vườn rau mà lại dư tiền. Ngày xưa sát sanh hại vật nhiều tiền mà lại không dư. Cái nghề sát sanh này đến lúc mà nó tụt dốc rồi ghê lắm quý vị. Còn nhiều người mà làm nghề đánh cá ngoài biển rồi này kia, gia đình ưa chết tầm bậy. Chùa mình có một gia đình mà đánh cá ngoài biển, có mấy đứa con tu đây. Kể nhà có một anh trai, vì mà đi biển chung, vì mà té xuống biển chìm ngấm chết queo. Bây giờ là mong mỏi làm sao mà bán mấy cái ghe mà đi biển đó để trả nợ, mà còn trả không đủ, mà không ai mua. Lên đây mỗi lần lên thì Đức cứ khuyên cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, cứ chân thật niệm Phật đi, gia đạo giờ nó phù hợp, nó phát triển tốt 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 lại. Cái nghề sát sanh hại vật nó không tồn tại quý vị. Nghề sát sanh hại vật không có tồn tại. Nên mỗi một con người mình khi nhận thức được cái sanh nghề tử nghiệp, mình nghe Phật pháp bỏ nghề liền. Đừng có nói rằng bây giờ cái nghề này tôi làm, bây giờ không làm tôi lấy gì tôi ăn. Quý vị vừa quỳ trước Phật phát tâm chân thật cũng bỏ nghề này, phát triển cái nghề khác. Dù nó đơn giản bình dị nhưng mà nó lại thành lại dư. Có một cái cô này, khi cô học Phật cô nói, lúc cô mang bầu cô đập đầu cá, cô sanh ra con, cô mắt đỏ như máu luôn. Cô mắt đỏ như máu. Sau này người con này có biết Phật pháp, phát tâm đi tu, thì cô cũng bỏ cái nghề làm cá luôn. Bây giờ cô sống lai rai mà rất khỏe. Cô nói làm việc gì nhẹ nhẹ cũng có dư. Đó. Từ nơi đó mà những cái nghề sát sanh hại vật, như là bây giờ mình nghĩ đi, người ta cầm cây người ta quết vô đầu mình nghĩ cỡ nào. Nên từ nơi đó mà những cái nghề mà đập đầu con này con kia con nọ thôi, nghe một cái là xả cái nghề này liền. Quả báo sát sanh đáng sợ lắm. Nhớ nghe, quả báo sát sanh đáng sợ lắm. Sát sanh hại vật, gia đạo không tồn tại đâu. Nên mỗi một con người mà nghe đạo nên phát tâm chân thật ăn chay trường là đại phóng sanh. Quý vị biết rằng cái bụng của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp cái bụng này nó đã chứa bao nhiêu á, xác của loài động vật. Nó là một nghĩa trang đó quý vị. Nên bây giờ á, nghe đạo rồi dừng ăn thịt chúng sanh lại, chân thật phát tâm ăn chay trường. Con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không giết. Ngày xưa không hiểu xịt có thuốc ruồi muỗi kiến gián gì chết tùm lum, thuốc chuột. Bây giờ biết đạo rồi tiệt đó, không bao giờ làm cái việc này. Vì làm cái việc này nó không có kết quả gì đâu quý vị à. Nó không có kết quả gì đâu. Có mấy chú, ông nói có cái kho ở bên chùa bên kia, có mấy con chuột nó phá. Bây giờ phải làm sao? Nhà Đức nói vô nói với mấy chú tí, cho mấy chú 7 ngày sau á dọn kho. Nếu như mấy chú ở đây thì để mấy đồ ăn bên ngoài ra ngoài ăn, không có được phá hoại. Còn nếu như mà mấy chú mà dặn phá của Tam Bảo thì 7 ngày sau là dọn cái kho sạch sẽ hết, làm lưới bao xung quanh, đóng cửa kính lại, mời các chú ra ngoài. Chú chuột nói một phát một, mấy chú chuột đi đâu mất tiêu chứ, để đồ ăn bên ngoài cho ăn. Quý vị coi như chùa Hộ Pháp này,
đồ ăn thức uống quá trời nhiều vậy, vì thấy có con vật nào phá đâu. Có nghĩa là nó dặn đói, nó kiếm ăn, mình cho nó miếng đồ ăn là sống. Biết đâu có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình tái sinh lại. Như Đức đã từng kể câu chuyện của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, mà 6 đời sanh vào gia đình làm loài động vật đều bị con cháu gia đình đập chết, tới đời thứ 6 đầu thai làm người, nhớ lại những đời đã tái sinh ở đây kể cho gia đình nghe. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng sanh tử luân hồi, thay hình đổi xác. Nên Phật nói tứ sanh phụ mẫu, nhớ sanh tử luân hồi, thay hình đổi xác. Ông bà cha mẹ mình cũng vì làm nghề sát sanh mà ông bà cha mẹ mình phải đọa lạc. Có câu chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu đó, gia đình ngay ngày đám giỗ của ông nội thì mỗi năm đám giỗ cứ giết con heo. Vì mà có người đi ngang thấy là có người chói ông già, ông kêu quá trời kêu luôn. Nhưng mà người không có duyên thì nghe con heo kêu, nhưng người đó có duyên nhìn thấy ông già bị chói, bước vô hỏi vì sao ông bị chói. Nói rằng đây là con cháu tôi, hồi xưa tôi tạo nghiệp sát sanh giết heo, bây giờ mỗi năm đám giỗ tôi nó giết con heo, mà tôi tái sinh làm con heo cho cháu tôi giết. Chú thấy rõ ràng gì, chú nói với cháu tôi đi. Xong rồi bắt đầu kêu gia đình ra nói đây là ông nội, gia đình không tin. Thì chú này mới nói là ngày tháng hỏi con heo, heo nói chú này không nói. Sao sao ông nội có tính tình sao, rồi hình tướng sao. Trong khi người này lạ sao ta biết được ai, nhưng mà ta nói rõ ràng. Cuối cùng mở con heo. Từ đó vì sao gia đình không dám mỗi năm đám giỗ giết heo nữa. Nên những đứa nói đám giỗ mà sát sanh hại vật mà cúng ông bà tổ tiên thì đúng là giống như ông bà tổ tiên thế giếng mà liền đá theo. Chăm hại không có lợi. Đốn giấy tiền vàng bạc xả xuống là đẩy xuống âm phủ luôn, không có lợi ích. Niệm Phật, mua gạo cho người nghèo, phóng sanh. Cái quan trọng là niệm Phật. Đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật tặng cho ta ngay ngày đám giỗ, để hồi hướng cho ông bà tổ tiên, cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Vì chăng thật làm gì là có kết quả liền. Kết quả. Nhớ. Nên khi nghe những cái câu chuyện này rồi, có người mình thấy đúng là sanh tử luân hồi, thay hình đổi xác, đáng sợ quá. Lúc mang thân này, lúc mang thân nọ, thân kia, đúng là khổ đau triền miên. Nên bậc A-la-hán, chứng quả A-la-hán rồi, vì mà nhìn lại những đời quá khứ của mình trong tam đồ ác đạo mà đổ mồ hôi chảy máu, đáng sợ không? Như hồi sáng Đức coi công đoạn mà bà mẹ chết qua 49 ngày. Ngày 49 ngày chứ, đứa con bước ra thấy mẹ mình đứng ngơ ngác ngay chân bàn thờ. Lấy máy quay phim quay lại đoạn ngắn, công đoạn đưa lên trang mạng 1 triệu người coi. Vậy thì phần âm này còn tồn tại hay không còn? Mà nhiều đứa có chia sẻ bài luôn, chúc mấy chú để lên cho vị vô coi, cho coi thấy mình cứu giúp cho ông bà cha mẹ bằng cách nào. Ông bà cha mẹ mình còn đỏ là cứu giúp bằng cách nào đây đó. Nên làm cô hồn vất vơ vất vưởng khổ đau gì, lo cho cơm ăn áo bận cho con cháu, mà cuối cùng phải về phải chịu quả báo khổ đau như vậy. Nên những đức cầu nguyện Tam Bảo gia hộ mình có sức khỏe, mình nhiệt tình hết mình đem vào pháp chí giới thiệu bằng một cách đơn giản bình dị này cho chúng sanh được nhờ. Còn lúc nào mà giảng sanh là giảng sanh. Hôm qua những đức ngồi với một số các cô, những đức nói một câu, những đức bây giờ khuyên người niệm Phật sanh cực lạc, cái việc giảng sanh là việc đặc biệt tốt. Nhưng nếu những đức mà giảng sanh, các cô vui hay buồn, cô nào cô nấy cái mặt như cái mền. Những đức hỏi quý Phật tử, quý vị biết giảng sanh là điều rất tốt, nhưng bây giờ những đức giảng sanh thì cực lạc, quý vị có hoàn toàn ủng hộ cho những đức hay không? Mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này, quý vị
có những cái tình cảm mà khi chúng ta còn trẻ, chúng ta ra đi sớm quá, cũng nhiều bao nhiêu người liên tiếc chỉ lắm chứ không giỡn đâu. Nên khi lớn tuổi rồi mà ra đi thì việc này không nói, nhưng còn trẻ làm được nhiều việc lợi ích quá mà ra đi, họ cũng liên tiếc chứ lắm. Họ nói thôi thầy ơi, thầy ở lại, thầy phục vụ, thầy giúp chúng sanh đi, đúng không? Nhưng con người, xin thưa quý vị, khi thọ mạng đến thì mình phải đi thôi. Già trẻ gì, chúng ta luôn luôn nhắc mình, bất cứ lúc nào cơn vô thường đến thì chỉ có một niệm sanh cực lạc mà đi về. Phải quyết chí đời này phải về cực lạc. Nên mỗi một con người dù tạo bao nhiêu nghiệp trước nặng nề cỡ nào, phá thai, nói dối, làm bao nhiêu điều tội lỗi, sát sanh hại vật, nghèo nàn, bệnh đau gì, chỉ cần nghe được pháp môn tịnh độ là quý vị có cơ hội. Chân thật quay đầu niệm Phật đi. Chỉ cần chân thật quay đầu niệm Phật, Ấn Tổ ngày nói bổ nguyện Di Đà cứu chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục. Chúng ta nè là những chúng sanh sẽ đọa địa ngục, mà bây giờ mình quay đầu mình tín nguyện niệm Phật, bổ nguyện Di Đà còn cứu độ được mình. Nên chân thật quay đầu niệm Phật quý vị. Nên những người bệnh đau, ung thư, bệnh này, bệnh kia, buồn chán gì, đừng có buồn chán, niệm Phật đi. Bị bỏ rơi, bị gạt gẫm, mất sạch tiền, cũng đừng buồn chán gì hết. Nên chân thật mà niệm Phật, cày dựng tín nguyện niệm Phật. Cứ nghe Pháp mỗi ngày đi, cởi mở tâm tư. Nghe Pháp mỗi ngày, cởi mở tâm tư. Có một cái cô nói rõ ràng, thầy ơi, con biết Phật Pháp mười mấy hai chục năm, con nghe giảng rất nhiều, con biết rất nhiều người luôn. Thầy biết rằng không bao giờ chuyển hóa được gia đình của con. Mà từ khi con nghe thầy giảng, con quyết chí con nghe mình thầy giảng, con chuyên niệm Phật luôn. Con phát tâm ăn chay trường, trong khi mà con nghe Pháp bao nhiêu năm mà con chưa ăn chay trường thầy. Nhưng con nghe thầy giảng con ăn chay trường luôn. Rồi con chuyên nghe thầy giảng luôn. Như vậy mà khi nghe thầy giảng rồi, gia đình con lại nghe thầy giảng và tự nhiên phát tâm tu. Nhưng nó đúng rồi. Con nghe quá nhiều, bây giờ muốn chọn cái tu không biết chọn tu đường nào luôn. Cái nào cũng hay mà bây giờ biết chọn cái hay nào thôi, khỏi chọn luôn. Bây giờ con nghe ngay mục tiêu như Đức giảng là có mục tiêu tu và có một cái phương hướng giải thoát. Cuối cùng người ta nghe như Đức giảng đơn giản vui quá, người ta tiếp nhận, người ta nghe. Cuối cùng chuyển hóa gia đình cô luôn. Rõ ràng không? Nên mỗi một con người mình phải nhận thức. Nên mình tu mà không chuyển hóa được người thân là do cái tính tâm tính nguyện mình yếu. Mình tu mình cứ đặt vấn đề vào họ không à, vậy làm sao cảm ứng? Mình tu là mình đặt ngay bộ nguyện Di Đà để cầu giải thoát, nó mới cảm ứng đến người thân. Bản thân mình trước nhất thoát rồi người ta mới thoát. Bản thân mình vui người ta mới vui. Chính nhất vẫn là chúng ta. Đừng có nói rằng là chuyện gì đó mình phải buồn. Mình buồn thì ai cũng buồn. Còn mình vui thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp, cởi mở dễ hơn. Nên Phật Pháp vì thấy hay không? Cực kỳ hay luôn. Đó. Nên nghe những câu chuyện như Đức kể thì thấy, thì biết vì sao gia đạo mình suy sụp, nghèo nàn. Còn có cái ông này, mà ông lúc mà ông giàu, ông có tiền, ông hại bao nhiêu đời người con gái trẻ. Dùng tiền hại bao nhiêu đời người con gái trẻ. Khổ đau té tua. Cuối cùng sau này, ông có ba đứa con gái lớn lên đẹp. Ba đứa con gái ông bị bao nhiêu người đàn ông hại. Khi ông mà nghe được những đức giảng nói đúng rõ ràng, quả báo thầy ơi, quả báo, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Không phải là ông làm mà con không chịu, cái này không phù hợp, mà là ông làm việc này nên những đứa con nó có cái nghiệp này, nó sanh vào gia đình ông để nó bị như vậy, để ông làm cha làm mẹ ông đau khổ, chứ không phải là việc ông làm mà con không chịu. Hồi đó nhà Đức ngồi nói chuyện gì, nó có một cái anh này, anh thương con gái anh, mà thời anh còn trẻ anh cũng bay bớt dữ lắm. Vậy mà có hai đứa con gái anh bo, anh canh hai đứa con gái. Thì anh nghe Đức giảng, anh nói làm gì mà bây giờ con làm mà con gái con chịu, thầy con không đồng ý. Nhưng Đức nói không phải, anh làm đứa con gái nó có cái nghiệp này, nó tự nhiên nó sanh vào gia đình anh, nó bị như vậy để cho anh khổ, chứ không phải là anh làm nó chịu. Cái nhân quả nó rất rõ ràng, như Đức nói cho nghe. Nên mỗi một con người mình nghe pháp môn tịnh độ, nghe Phật Pháp là phải nghe xác thực kia. Những người nghe Phật Pháp mà không có kết quả là gì? Sao nghe cao xa, chạy theo cái thằng thông, chạy theo cái vi diệu, chạy theo cái hình thức, chạy theo cảm ứng.
Nên nghe Phật pháp nghe hoài không có kết quả gì, không hành chi, không hành chi. Chính niệm đức học Phật là mười mấy năm nay, hành trì nó có kết quả gì? Nên hồi sáng Đức chia sẻ cái bài pháp mà về cảnh giới của hương linh trong 49 ngày mà mẹ hiện hồn với vị coi đi. Còn những đức lý giải cho vị nghe, quý vị mở rộng cái buổi giảng đó, quý vị chia sẻ rộng ra để cho nhiều người nghe, để người ta biết làm điều gì lợi ích cho ông bà tổ tiên cha mẹ của mình trong buổi giảng đó, như Đức giảng đó. Mấy chú đưa lên cho quý vị coi tiếp tục. Những đức ở chỗ mà bao nhiêu cái buổi chia sẻ mới lạ cho quý vị coi, như một buổi chia sẻ gì nó lợi ích trọng lượng biết nhiêu nói chứ. Nhiều người nghe người ta có cơ hội quay đầu, dù người ta chưa quay đầu mà ta nghe qua một lần người ta cũng bị ấn tượng, sau này quả báo đến người ta biết quay đầu, quay đầu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Muốn hết khổ thì đời này phải về cực lạc, muốn hết khổ thì phải chân thật niệm Phật, đời này phải về cực lạc. Chỉ có một quan niệm là niệm Phật về cực lạc. Nên người ta nói dù bị sự trở ngại khổ đau chung chung, tuyệt đối không bao giờ chùn bước, luôn luôn tiến bước niệm Phật cầu sanh cực lạc, quyết chí đời này phải về cực lạc. Nhớ nghe, đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật này kia, vậy thì đặc biệt quá. Nguyện tam bảo giang hộ chí vị, tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.